Em tên Lê Quang Thạch, hiện tại là trưởng ấp Hấp Tà Dơ, thuộc xã Tân Thành. Thì những cái mà đi đánh bắt cá là thường đi tới lui đồ nhiều đó. Cho nên nó hơi khó quản lý là những cái ghe đánh cá thôi. Tổ tự quản và công an với tuần tra sẽ thường xuyên kết hợp để mình đi từng cặp bờ sông để mình hẳn, nếu mình thấy mà có người thì mình sẽ kêu về để mình hỏi coi coi người ta là dân ở đâu, còn hẳn như ở dưới Mình Châu mình sẽ khuyên cho người ta đi về, hoặc là người ta có giấy xét nghiệm gì hay không. Mình đã đi tiên tiền cho bà con hết rồi, và những trường hợp nào mà thấy là người lạ lại là sẽ thông báo cho bên lực lượng công an và ấp là để lại là hỏi xét hỏi coi người đó là ở đâu đến để biết để phòng chống dịch, thông báo qua đường dây nóng, còn không nữa là em cho trực tiếp số điện thoại của em để bà con ở đây người ta biết, để người ta có gì là ta liên hệ liền. Anh em tôi làm nghề cá dưới bến này là ấp Tà Dơ, thì anh em tôi cũng tuân thủ theo quy định là phòng chống Covid, thì đeo khẩu trang khoảng cách, gặp người lạ thì anh em tôi cũng báo cho là chính quyền địa phương là để kiểm tra. Do anh em tụ tập là không có dám tụ tập đâu, bị địa phương, chính quyền địa phương đây cũng có báo là không có cho tụ tập đông. Tụ nhà ai nấy ở, găng công việc ai nấy làm xong rồi về tứ tán nhau ra vậy đó, chứ không có lỡ tụ tập ăn nhậu gì hết. Tân Thành thì có 4 bến đò đưa qua Tân Hưng, đưa qua Suối Đá và đưa qua bên xã Tân Hòa. Thì trong kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh của xã Tân Thành, chúng tôi cũng đã đề ra là tạm dừng các cái hoạt động phục vụ đưa đò ngang để đảm bảo tình hình dịch không lây lan từ các cái địa phương khác. Qua đó thì đã có cho 9 cái chủ phương tiện đăng ký cam kết là không vận chuyển đưa người qua lại trên các cái tuyến đường sông theo quy định. Tới nhà bắt luôn chứ, chẳng nguy hiểm gì đó.